có nên sử dụng kem đánh răng than hoạt tính? Bạn đọc đặt câu hỏi. Bác sĩ cho em hỏi sử dụng kem đánh răng chứa than hoạt tính thì có sao hay không? Bạn thân mến, về câu hỏi của bạn được bác sĩ chuyên khoa 1 Phan Bá Ngọc, giám đốc phòng khám nha khoa Hạnh Phúc tư vấn như sau. Chào bạn, kem đánh răng chứa than hoạt tính có chứa thành phần làm tăng độ ma sát, do vậy có tính mài mòn men răng. Ngoài ra, kem đánh răng chứa than hoạt tính có tác dụng khử độc. Do vậy, khi sử dụng kem đánh răng loại này thì chúng ta chỉ cần chải nhẹ nhàng và chỉ nên sử dụng trong khoảng thời gian ngắn, vì khi dùng lâu dài có thể gây mòn men răng, dẫn đến tình trạng ê bút răng, hư men răng, sâu răng, v.v. Với một số trường hợp đặc biệt như thiểu sản men răng, mòn cổ răng, v.v. thì không nên dùng kem đánh răng có chứa than hoạt tính bạn nhé. Chúc bạn sẽ có hàm răng đẹp và chắc khỏe. Hãy đăng ký kênh Alo Bác Sĩ Video để nhận thêm nhiều thông tin mới nhất về y tế sức khỏe.